Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phúc. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế kéo theo sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nhiều năm qua đã khiến cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ những giải pháp đúng đắn cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty, công ty cổ phần Villa Soda Thăng Long, thị xã Phụ Yên đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Để giải quyết những khó khăn, Vigra Sera Thăng Long đã tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, mở rộng thị trường và đổi mới công nghệ sản xuất. Đầu năm 2013, công ty chuyển sang sử dụng công nghệ in kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, nhân lực trong quá trình sản xuất. Hiện nay, công ty đã tạo ra nhiều sản phẩm mới như sản phẩm hiệu ứng khuân, sản phẩm hiệu ứng men, sản phẩm hiệu ứng in kỹ thuật số xương bán xứ, với những giải pháp đó, 8 tháng đầu năm 2015, công ty đã cung cấp ra thị trường hàng triệu mét vuông gạch, doanh thu đạt khoảng 60 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động với mức lương bình quân 4,5 triệu đồng một người một tháng. Thời gian tới, công ty cổ phần Vigrasara Thăng Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, mở rộng thị trường nhằm hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đề ra. Thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy cháy mùng 4 tháng 10, phòng cảnh sát phòng cháy cháy số 3, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phối hợp với trường Trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân tổ chức lớp tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cho cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh trong trường. Tại lớp tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã giới thiệu những nội dung cơ bản của luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở giáo dục và hộ gia đình, hướng dẫn và sử dụng bình bột cháy MFZ4. Qua lớp tuyên truyền, cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân đã nắm vững những vấn đề cơ bản cho công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục, trên cơ sở đó vận dụng và xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Đồng thời trên cơ sở kiến thức được học, các học viên sẽ truyền đạt lại cho những học sinh khác, qua đó từng bước xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy. Trẻ em là đối tượng dễ mắc phải các dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Do vậy trong thời gian giao mùa, trường mầm non hướng đạo huyện Tâm Dương luôn quan tâm đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm để tăng cường sức khỏe cho trẻ, hạn chế mắc phải các dịch bệnh. Trường Mầm non Hướng Đạo có 683 trẻ với 20 nhóm lớp để đảm bảo nguồn thực phẩm tươi ngon an toàn cho trẻ, nhà trường đã ký kết hợp đồng mua thực phẩm của các cơ sở có uy tín và các cửa hàng rau sạch. Thực đơn các bữa ăn của trẻ đều được công khai hàng tuần cho phụ huynh theo dõi. Khẩu phần ăn của trẻ được tính trên phần mềm dinh dưỡng để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho trẻ phát triển. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chế biến thực phẩm của trường thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để phòng tránh dịch bệnh, nhà trường đã triển khai mô hình giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, góp phần hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe theo định kỳ cho trẻ. Nhờ đó, chất lượng dinh dưỡng của trẻ được đảm bảo, trẻ phát triển tốt về thể chất, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi giảm xuống còn dưới 7%. Chuyển sang phần tin trong nước, Ngày 29 tháng 9, Tổng cục Thống kê công bố tổng sản phẩm trong nước GDP 9 tháng năm 2015 ước tính tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó quý 1 tăng 6,12%, quý 2 tăng 6,47% và quý 3 tăng 6,81%. Trong bước tăng 6,5% của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57% đóng góp 3,12 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 6,17% đóng góp 2,38 điểm phần trăm. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế xã hội nước ta 9 tháng qua, mặc dù đối mặt với những biến động phức tạp của thị trường hàng hóa cũng như thị trường tài chính toàn cầu nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng hợp lý lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, các chính sách vĩ mô được chính phủ ban hành và chỉ đạo triển khai kịp thời, linh hoạt, cùng với việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng giúp sản xuất kinh doanh trong nước có nhiều cải thiện và phát triển theo hướng tích cực. Từ ngày 1 tháng 10 tới, quyết định số 33/2015 QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167 2008 quy ttg giai đoạn 2 chính thức có hiệu lực. Theo đó, 311.000 hộ nghèo sẽ có cơ hội được vay vốn ưu đãi làm nhà ở. Sau khi quy định có hiệu lực thi hành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc bình xét lập danh sách số hộ nghèo được hỗ trợ theo quy định, đồng thời lập và phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn. Từ năm 2016 đến năm 2020, hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của quyết định và có nhu cầu vay vốn sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng một hộ từ ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất cho vay 3% một năm, thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay. Ngày 29 tháng 9 Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố 9 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 90.558 lao động, đạt 100,62% kế hoạch năm 2015 và bằng 108,62% so với cùng kỳ năm ngoái trong số các thị trường tiếp nhận nhiều lao động của việt nam đài loan trung quốc và nhật bản vẫn là hai thị trường dẫn đầu có thể nói đạt được mục tiêu trên do ngay từ đầu năm bộ lao động thương binh và xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động đó là cùng với việc duy trì phát triển các thị trường truyền thống bộ tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn việc mở rộng các thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt cho người lao động Đồng thời, luôn định hướng cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, khai thác các hợp đồng tiếp nhận lao động kỹ thuật cao, lao động có trình độ tay nghề, quan tâm chú trọng công tác đào tạo nguồn lao động trình độ cao để đi làm việc ở nước ngoài. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc sốt xuất huyết trên địa bàn. Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Đến hết tháng 9 năm 2015, cả nước ghi nhận trên 36.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 23 người tử vong. Trước tình hình này, cục quản lý dược bộ y tế có công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, bộ y tế yêu cầu Sở y tế các tỉnh chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh liên hệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thuốc để dự trù, xây dựng kế hoạch cung ứng, bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế nhận định, thời gian tới dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Do đó, các địa phương trên cả nước cần tinh tế những phương án ứng phó kịp thời khi dịch lan rộng như phân tuyến, chỉ đạo tuyến, giải quyết vấn đề nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị thuốc, điều trị kịp thời, không để xảy ra ca bệnh tử vong. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Liên Hợp Quốc không nên tin tưởng vào thiên chí hòa giải của Nga. Tuyên bố trên được ông Poroshenko đưa ra trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi thành lập một liên minh toàn cầu do Liên Hợp Quốc khởi xướng chống lại IS. Cả ông Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đều nhất trí hợp tác chống IS. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo vẫn bất đồng sâu sắc về vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad. Tổng thống Ukraine Poroshenko đã chỉ trích tuyên bố trên của ông Putin và nêu rõ, chúng ta đã được nghe đề xuất hòa giải từ phía Nga, theo đó cần phải thành lập một liên minh chống khủng bố và cảnh báo về nguy cơ hỗ trợ cho khủng bố. Đề xuất này rất hay nhưng lại không đáng tin cậy một chút nào. Phát biểu của ông Poroshenko được cho là không mấy bất ngờ khi phương Tây liên tục cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình Ukraine bằng cách viện trợ cho phe đối lập ở miền đông nước này, cũng như giành lấy Crimea từ tay Ukraine khiến mối quan hệ Nga-Phương Tây và Ukraine trở nên căng thẳng. Tổng thống Pháp François Hollande mới đây cho biết ông cảm thấy khích lệ bởi lời hứa của các nhà lãnh đạo tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đạt được một thỏa thuận biến đổi khí hậu tại Paris vào tháng 11. Tuy nhiên, theo ông phải biến lời hứa đó thành hành động cụ thể ngay từ bây giờ. Tổng thống Hồ Lăng, người đồng chủ trì cuộc họp của các nhà lãnh đạo về biến đổi khí hậu cho rằng, mặc dù đã có tiến bộ trong vài tháng qua, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc để đạt được một thỏa thuận đáng tin cậy. Tổng thống Hồ Lăng nhấn mạnh, tại Paris, không đơn giản là việc ký kết một văn bản, mà văn bản đó phải cam kết cho chúng ta trong nhiều thập kỷ liên quan đến tất cả các nước với khoản trợ cấp pháp lý và cứ 5 năm một lần, chúng ta có thể đánh giá những việc đã thực hiện. Cho đến nay, các kế hoạch đệ trình tại Liên Hợp Quốc của khoảng 80 quốc gia đại diện cho 75% lượng khí thải trên thế giới được coi là quá yếu để giữ nhiệt độ dưới mức 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nhằm tránh những tác động tồi tệ nhất của sự nóng lên toàn cầu. Nhật Bản đã để tuột mất hợp đồng quan trọng về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc ở Indonesia vào tay Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay, người đứng đầu cơ quan kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia Sofian Dalin đã thông báo với ông rằng Jakarta đã chấp thuận đề xuất của Bắc Kinh. Ông Suga cho rằng sự thay đổi của Indonesia là khó hiểu và rất lấy làm tiếc. Ông Suga còn tỏ ý nghi ngại tính khả thi trong đề xuất của Trung Quốc. Theo đó, sẽ xây dựng tuyến đường sắt này mà không cần kinh phí của Indonesia. Thông báo trên được đưa ra sau khi Indonesia hồi đầu tháng này loại bỏ đề xuất xây dựng đường sắt cao tốc của cả Nhật Bản và Trung Quốc với lý do kinh phí cao và tỏ ý muốn xem xét xây dựng một tuyến đường sắt có giá thành thấp hơn. Dự kiến chi phí cho dự án đường sắt này ước tính vào khoảng 5,3 tỷ đô la Mỹ. Các nhà khoa học của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA xác nhận đã tìm thấy dấu vết của dòng nước chảy trên bề mặt sao Hỏa Điều đó có thể dẫn đến bước đột phá trong quá trình tìm kiếm sự sống trước đây hoặc hiện tại trên hành tinh này. NASA tin rằng những đường rãnh sẫm màu dài khoảng 100 mét xuất hiện theo mùa tại nhiều điểm trên bề mặt sao hỏa đã được hình thành bởi dòng nước mặn chảy xuống các sườn dốc. Hàm lượng muối trong nước đóng vai trò quan trọng bởi thiếu nó, nước sẽ bị đóng băng trong nhiệt độ lạnh giá ở sao hỏa. Phát hiện này đến từ việc phân tích những hình ảnh được chụp bởi tàu thăm dò sao hỏa Mars Reconnaissance Orbiter của NASA làm dấy lên khả năng có sự sống hoặc thậm chí là vi khuẩn trên sao hỏa. Nó cũng là cố hích cho các sứ mệnh đến sao hỏa có người tham gia trong tương lai bởi các phi hành gia không cần mang theo nước nếu có thể dựa vào nguồn nước đi tìm thấy trên hành tinh đỏ này. Giám đốc khoa học hành tinh của NASA cho biết, phát hiện mới càng khiến NASA có thêm quyết tâm đưa người lên sao hỏa trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phúc. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình truyền ngày mai.